Chào các bạn, hôm nay mình cùng các bạn vào bếp làm món bánh lá ngải. Nguyên liệu mình chuẩn bị 200g gạo lếp mình đã ngâm được 5 tiếng, 100g lá ngải mình đã nhặt sạch, chỉ lấy cái phần ngọn non đây các bạn nhé. Mình đã rửa sạch 40g lạc mình đã rang, 200g đường, 20ml dầu ăn và một thìa cho bếp mình đốt cái rơm mà mình đã dây lấy cái bột mịn, 10g dừa tươi nạm, 10g vừng đen mình đã rang chín. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ cho gạo vào trong sửng để mình hấp các bạn nhé. Sau khi nồi nước đã sôi và mình sẽ đi trộn gạo, mình cho khoảng 1/5 thìa cà phê muối các bạn, mình cho vào, mình trộn đều lên. Khi mình đã trộn đều xong rồi, mình sẽ cho vào sửng để mình hấp như kiểu nấu sôi các bạn. Nấu canh chừng khoảng 45 phút các bạn nhé. Mình sẽ làm cái chỗ lỗ này để cho hơi nó lên sôi cho nó chín đều. Và bây giờ mình sẽ đậy lại. Mình sẽ để 45 phút các bạn nhé. Và sôi sẽ chín mềm. Vâng. Đây sau khi mình cho một ít khoảng tầm 500ml nước và son, xong mình cho cái cho này vào. Xong là mình khoáng tan ra và mình sẽ đun cho sôi lên thì mình sẽ cho rau vào và mình luộc trong vòng, nồi áp suất thì mình luộc trong khoảng 40 phút các bạn nhé, nó nhiều. Đây sau khi nước mình đun đã sôi rồi thì mình sẽ cho rau ngải này vào. Dìm nó xuống. Bây giờ mình đậy vung lại. Mình sẽ giảm nhiệt độ đi ở cái mức vừa phải. Mình sẽ luộc trong vòng 40 phút. Sau khi mình đã đun được 40 phút rồi và bây giờ mình sẽ mở, mình cho ra, mình vớt ra, mình mang mình rửa. Đây là rửa để các bạn. Vớt ra mình mang đi rửa sạch lại bằng nước vò. Sau khi chờ đợi sôi chín và lá ngải chín thì bây giờ mình sẽ làm nhân, mình sẽ cho đậu
đường là sau khi xem xong thì bây giờ mình sẽ đi vào tay và mình sẽ viên nhập lại thành từng viên này. Và cứ làm như này lần lượt cho đến hết nhé. Thì sau khi nhân mình đã viên lại thành từng viên rồi đây các bạn này. Và bây giờ bắt đầu mình đi giã lá. Lá này sau khi luộc mình đã cho ra, mình rửa sạch bằng nước vòi và mình vắt khô. Bây giờ được gần này lá. Mình bây giờ cho giã, mình sẽ lấy kéo mình cắt ra. Để nó ngắn này để mình giã. Mình luộc cái này rất là dừ các bạn. Rửa vắt nhìn thấy nó bằng cái gân lá cứng thì các bạn coi như là bỏ đi, nhưng đây mình nhặt sạch cái gì như này không còn cái gân lá nào cả. Bắt đầu bây giờ mình cho vào cối này, mình giã. Đây sau khi mình giã đã nhừ rồi sẽ cho ra cái bát. Và mình để cái cối đây, mình đi tí mình giã xôi. Bây giờ xôi mình đã để được 45 phút rồi. Và bây giờ mình sẽ bỏ ra để mình kiểm tra. Bên các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho ra để mình giã. Khi chuẩn bị mình cho xôi ra cái cối này thì mình sẽ cho một ít dầu ăn tráng qua cái cối này để tí nữa giã cho nó khỏi dính. Xôi này thì các bạn làm bằng bột nếp khô cũng được. Các bạn sẽ nhào cho nó dẻo xong các bạn sẽ cho lá ngải giã nhuyễn rồi cho vào giã cùng. Và bây giờ mình cái chày này mình cũng cho một ít dầu ăn vào cái đầu chày. Cho cái tá ngải mình đã giã rồi cho vào đây mình giã cùng.
Okay. Sau khi mình đã dã được hơi nhuyễn như này rồi thì mình sẽ cho cái lá cải nãy mình dã đây, mình sẽ cho vào và tiếp tục mình dã. Sau khi bây giờ mình dã đã nhuyễn rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào cái bát.
xong món bánh nếp lá cải. Các bạn nhìn này, rất là ngon. Mình nặn thì cái chiếc bánh nó không được đẹp, nó méo, méo mó. Bây giờ mình sẽ thử bẻ một chiếc cho nó rất là dẻo các bạn. Rất là dẻo và ngon các bạn ạ. Ngoài thì dẻo thơm, nhân thì thơm mùi vừng, ngọt ngọt. Và đường vừng nạc rất là ngon. Các bạn, rất ngon. Chúc các bạn vào bếp thành công với món bánh nếp lá ngải này nhé.